Thưa quý vị, thưa các bạn, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đang đứng trước cơ hội lớn để mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu khi xu hướng dịch chuyển đầu tư của các chuỗi cung ứng toàn cầu đang đổ mạnh vào Việt Nam. Để hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt cơ hội này, các ngành chức năng, hiệp hội đã và đang tích cực chủ động làm cầu nối giữa doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước và doanh nghiệp FDI. Các nhà sản xuất cũng tổ chức nhiều hoạt động đào tạo, kết nối các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ để có thể tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Với việc cung cấp các linh kiện phụ tùng cho ngành công nghiệp ô tô như két giàn nóng, áo ghế và ghế xe du lịch, nhíp xe tải, doanh nghiệp hỗ trợ của Việt Nam cũng đã chứng minh được sự cải tiến, phát triển về năng lực sản xuất và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu của ngành ô tô. Nhà máy này chuyên sản xuất và phát triển đa dạng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ô tô cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Với tỷ lệ nội địa hóa 100%, sản phẩm chính gồm ghế xe du lịch, ghế xe tải, ghế xe bus, không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước mà còn xuất khẩu. Mỗi năm nhà máy này sản xuất và cung cấp 100.000 bộ ghế giường cho thị trường trong nước và 300.000 bộ áo ghế xuất khẩu. Năm 2019, doanh thu xuất khẩu của nhà máy đạt 6,2 triệu đô la Mỹ và dự kiến năm 2020 sẽ lên đến 10,5 triệu đô la Mỹ. Trong đó có 8 triệu đô la Mỹ từ sản phẩm áo ghế. Tại thị trường trong nước với cái sản phẩm là đầy đủ các loại chủng loại xe tải, xe bus, xe du lịch và đầy đủ các phân khúc là trung cấp đến cao cấp. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã tham gia xuất khẩu ô tô và linh kiện phụ tùng ô tô ra nước ngoài. Trong năm 2020 này chúng tôi đã đề ra kế hoạch là 82 triệu đô, trong đó 50 triệu đô là ô tô và 32 triệu đô là linh kiện phụ tùng. Tuy nhiên do dịch Covid thì năm nay chúng tôi chỉ đạt là 52 triệu đô. Trong đó là 30 triệu đô cho ô tô và 22 triệu đô cho linh kiện phụ tùng. Cái việc mà duy trì là doanh nghiệp ô tô hàng đầu trong nước cũng như là tham gia xuất khẩu đã tạo ra cho chúng tôi sự tự tin để tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Chúng tôi có hai cái mảng xuất khẩu. Thứ nhất là xuất khẩu về linh kiện phụ tùng ô tô. Thì thị trường trọng điểm của chúng tôi hiện nay là thị trường Hàn Quốc. Chúng tôi chọn những cái sản phẩm mà nó đang có là lợi thế, đó là các cái sản phẩm về cái may, các cái chi tiết ghế. Sự thành công trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ô tô của một số doanh nghiệp tại Việt Nam đã tạo hiệu ứng thu hút các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và sản xuất ô tô. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng và cạnh tranh khốc liệt với xe nhập khẩu từ khu vực ASEAN và nhiều nước trên thế giới, việc đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ để gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, từng bước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu là hướng đi được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Có thể nói là một tín hiệu rất là đáng mừng. Nó cho thấy tức là thứ nhất là cái ngành công nghiệp của chúng ta đi là đúng hướng. Tức là ngoài cái việc là phục vụ nhu cầu trong nước, chúng ta còn bắt đầu xuất khẩu kể cả xe nguyên chiếc lẫn phụ tùng. Và tôi cho là cái đây cũng là cái bước mở đầu và nó cũng là tạo một cái cú hích, một cái kích thích cho các doanh nghiệp khác. Chính phủ Việt Nam đã khẳng định sẽ ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp ô tô nói chung, trong đó có lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ với mục tiêu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm. Mục tiêu cuối cùng là phát triển được ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Từ thực trạng và điều kiện phát triển công nghiệp của các doanh nghiệp, Bộ Công Thương sẽ tập trung xác định định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ, trong đó tập trung phát triển một số sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho sản xuất và lắp ráp ô tô. Chúng tôi cũng đã kiến nghị thì cũng có một số cái nội dung chính trong cái mà chẳng hạn như là về cơ chế về chính sách pháp luật đấy, trong ưu đãi đầu tư phát triển đối với cả ngành công nghiệp ô tô, đặc biệt là ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt như đấy, để khuyến khích gia tăng cái tỷ lệ nội địa hóa, mang tính chất thu hút các cái tập đoàn lớn trong cái việc mà sản xuất các cái linh phụ kiện tại Việt Nam, tức là trong ngành ô tô. Vẫn còn những khó khăn phía trước, nhưng cùng với sự đồng hành của chính phủ, các bộ ngành trong việc khuyến khích các doanh nghiệp trong nước mở rộng liên kết, hợp tác hoạt động sản xuất kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước có quy mô lớn, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài, mà trước mắt tập trung vào các nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, là những nước có ngành công nghiệp ô tô phát triển để tạo nguồn lực đủ lớn về vốn đầu tư, đồng thời tận dụng các cơ hội chuyển giao đổi mới công nghệ ngành công nghiệp ô tô Việt Nam sẽ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.